được đứa em rủ lên phòng ăn hào tá chanh. Vừa mở cửa, nam thanh niên đã muốn bỏ về. Mới đây một đoạn clip được đăng kèm với nội dung: được ngày đầu tuần rảnh, mấy đứa em rủ lên ăn hào tá chanh. Nhìn cái phòng mà muốn ói hết hào luôn. Trong clip, một người đàn ông bước vào căn phòng trọ vào buổi sáng sớm. Trong phòng đã có hai cô gái, một người thì nằm ngủ, còn chưa dậy, còn người kia thì bấm điện thoại. Dưới sàn nhà bằng xi măng, hai đĩa hào nhìn có vẻ khá tươi, được để xen lẫn cùng một hộp thức ăn và cạnh một thùng rác. Nhìn xung quanh, ngoài ra còn có vô vàn những thứ lặt vặt như túi ni lông, ly nhựa, rác, vứt bừa bộn tạo nên khung cảnh ôi trời ơi, xen lẫn những đĩa đồ ăn. Các vật dụng trong phòng thì vứt khắp nơi. Không biết mỗi lần gia chủ tìm kiếm đồ có cần đến Google Maps không, nhưng mà ai nấy khi nhìn thấy cảnh tượng đều phải chê. Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đa số đều bày tỏ sự ngán ngẩm về căn phòng trọ của hai cô gái. Sao mà nhìn vừa bộn quá vậy, con gái con đứa nhìn vô mà chán, không muốn nói luôn. Có bận rộn thì cũng nên dành chút thời gian dọn phòng chứ. Cái gì mà đồ ăn để ngay thùng rác vậy, nhìn có khác gì rác đâu. Có năn nỉ tôi ăn thì tôi cũng không dám ăn. Chán nhất là ở chung với các bạn ở bừa. Mình ở gọn gàng sạch sẽ, ở chung với mấy bạn, dọn cho mấy bạn chắc trầm cảm luôn. Câu chuyện ăn ở bẩn từ trước đến nay luôn khiến nhiều người quan tâm và ngán ngẩm. Việc ở bẩn không gọn gàng ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và sức khỏe. Một căn phòng ngăn nắp, gọn gàng luôn mang lại cảm giác dễ chịu, sức khỏe tốt và có nhiều ý tưởng tốt đẹp hơn. Bạn nghĩ sao về trường hợp của các cô gái này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức thú vị xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.